Hi Quang, và hôm nay là một ngày rất là hứng khởi đối với Phương. Vì sao ư? Vì Phương chuẩn bị đập hộp cái điện thoại mới của Samsung, đó là Note 20 Ultra 5G. Và đây là em nó đây. Tiếng có hai cái lần phải không? Tại vì một cái là của Phương, một cái là của chồng Phương đó. Đây là lần đầu tiên mà mình có hai cái phone, mình với lại chồng xài cái phone couple đó, nên là cảm giác nó cũng vui vui. Và bây giờ mình cùng nhau mình mở cái điện thoại này nhé, để xem thử coi cái kích cỡ nó thế nào, nó nặng nhẹ, màu sắc màn hình, và đặc biệt là chụp hình có đẹp không. Tại vì Phương là khe nhất là cái khoản chụp hình và quay phim. Và Phương cũng đã chuẩn bị những cái phụ kiện cho điện thoại này rồi, là mấy cái ốp lưng điện thoại này và miếng dán màn hình. Đây là cái gì ta? Đây là cái nhẫn để mình dán ở sau cái ốp lưng điện thoại đó, để mình cầm cho nó dễ. Tại vì mình thấy kích cỡ nó cũng hơi to nên là mình sẽ cần nó luôn. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đập hộp thôi nào. Đối với cái mẫu phone này thì nó được ra mắt hồi tháng 8 vừa rồi. Và Phương thì có cái phone này cũng 3 tuần rồi, nhưng mà do là bận con cái quá cũng muốn quay cho mọi người xem, nhưng mà đợi đến mãi hôm nay mới được quay, thì chắc cũng có nhiều người đã unbox cái phone. Và cái giá phone hiện tại ở bên Mỹ nó đang bán là giá 1.299.99, là coi như 1.300 chưa có thuế cho một cái điện thoại với cái dung lượng là 128 GB. Và màu sắc của nó là nó có 3 màu: màu đen, màu vàng và màu trắng. Và Phương chọn hai cái luôn, tại vì nó là cái dòng, cái màu đặc biệt chỉ có cái dòng Ultra này có thôi, mà cái dòng kia nó không có cái màu trắng. Và đây là thông số về camera trước và sau của nó. Front camera là camera trước á, là 10 megapixel, and phần camera sau nó có 3 cái camera, là nó tích hợp 3 camera là 12 megapixel, 108 megapixel và 12 megapixel. Ngoài ra nó có thêm cái laser AF sensor. Rồi. Và đây là em nó. Thiết kế này cầm rất là chắc tay. Lúc trước Phương có một cái Galaxy S2 và cái thiết kế của nó mình cầm nhẹ tay nó bằng nhựa, mình cảm thấy nó rẻ tiền. Còn cái này, thiết kế này ok, nặng tay đẹp. Giờ để mình xem nó có vừa trong túi không nhé. Có cái túi này, cái này size rất là bé thôi, nhưng mà cái túi này mà vừa là ổn lắm. Vừa. Vừa rồi nhé. Đây là điểm cộng, lúc mua Phương cứ sợ nó không vừa cái túi. Ok, bây giờ mình cùng nhau xem chi tiết của cái điện thoại này nhé. Với thiết kế kim loại cầm nặng tay và chắc chắn, đặc biệt là vỏ sau của điện thoại không phải được làm bằng kim loại như mình nghĩ, mà đây là một lớp kiến cường lực. Chính vì vậy mà nó có cái độ nặng tay, Phương nghĩ là nhiều hơn những cái mẫu điện thoại khác. Phụ kiện đi kèm gồm cái sạc điện thoại, đây là loại sạc vừa sạc vừa cáp luôn nhé, và một cái cây để tháo lắp sim điện thoại, kim tháo lắp sim. Đây là cây bút đi kèm với điện thoại luôn. Cái bút này khi mà mình chụp hình đó, mình có thể sử dụng nó giống như là cái đồ chụp hình, cái shutter để điều khiển từ xa vậy đó, và nó còn có những cái tính năng khác. Bây giờ mình dán miếng dán màn hình nào để bảo vệ điện thoại này thật là tốt. Đầu tiên Phương xem nó có những cái gì và phải đọc kỹ cái hướng dẫn để sử dụng dán màn hình như thế nào. Nó có một cái miếng lót đi kèm để điện thoại đừng có bị chạy á, mình đặt mình dán cho nó dễ lấy ra sử dụng, rồi mình để điện thoại lên. Ở trong này nó có một cái miếng chùi alcohol và một cái miếng chùi bụi khô, và những cái miếng giấy để dành hút bụi. Ở trong hướng dẫn sử dụng nó yêu cầu mình sẽ mở cái điện thoại lên để kích hoạt cái màn hình để mình nhìn được rõ cái góc camera như thế nào để mình canh cái màn hình cho nó chuẩn hơn.
mình tháo cái miếng bảo vệ sẵn ở trên mặt điện thoại và mình lau nó thật là kỹ nhé. Mình nên nhìn nghiêng, nhìn ngửa, nhìn như thế nào đó để mình phát hiện là không còn một cái bụi nào. Bởi vì khi mà có một cái bụi nhỏ thôi thì cái miếng dán màn hình, cái miếng film của mình nó sẽ bị cộm lên chỗ đó, hoặc là nó sẽ bị bubble, mình không có thể nào, giống như nó bị bong bóng á, mình không có thể nào mà mình làm mất nó được. Ướm thử cái miếng dán xem như thế nào trước khi mình dán, để mình biết là miếng dán này nó rộng hơn hoặc là nó vừa hơn, để mình tự canh chỉnh cho nó phù hợp. Dù Phương đã chùi rồi nhưng mà trước khi dán nhưng cũng đều xài cái miếng mà miếng keo á, hít để nó dính, mình sẽ lấy hết những phần bụi dư ở trên cái màn hình luôn. Cái phần Phương mới dán ở đây là nó để cố định cái miếng keo, nó để là nó cố định cái miếng màn hình thôi. Đây mới là thực sự cái miếng phim điện thoại. Mình cố định, sau đó mình mở một nửa miếng phim ra. Mình canh nha các bạn, canh làm sao để cho cái camera trước đó, nó đừng có bị che, và nó sẽ để cho hai cái bên hông nó bằng nhau. Hồi lát mình sẽ bẻ xuống để nó cong cái đường cạnh cong của cái điện thoại này luôn. Và bây giờ là mình sẽ dỡ hẳn cái miếng mà lúc nãy mình làm, cái miếng mà mình để cố định đầu tiên á, nên mình khi mình dán nó đừng có bị nhúc nhích á. Bây giờ mình sẽ dỡ hẳn nó lên luôn. Rồi mình sẽ đi ngược chiều lại từ ở phần giữa điện thoại, và mình đi ngược xuống dưới, như vậy là nó đã trọn miếng phim. Và mình sẽ lột lột cái miếng ở trên ra thì nó sẽ để là cái miếng phim ở giữa. Sau đó dùng tay vuốt nhẹ những cái cạnh điện thoại và mình make sure là everything nó sẽ được dán dính vào cái mặt màn hình. Lau chùi gọn gàng sạch sẽ lại, và đây là thành phẩm rồi nè. Đối với mặt sau, do cái thiết kế điện thoại này là nó có camera lồi như thế này, nên là Phương có mua cái phần miếng dán để bảo vệ cái mặt của mặt sau của camera luôn. Cũng như tất cả các bước đều phải lau chùi trước, nên bây giờ Phương sẽ lau chùi lại tất cả. Đây là cái miếng dán camera Phương mới nói với các bạn. Chùi nha mấy chị em, mình chùi chùi ướt rồi lại chùi khô, rồi sau đó lại hút bụi. Cái miếng này thì rất là dễ dán thôi, mình chỉ lột nó ra rồi mình canh, mình ịn vào, canh cho kỹ, mình canh cho kỹ, mình canh cho cẩn thận để những cái cạnh của nó đừng có bị lòi ra. Bốn cái cạnh đó làm sao mà nó khít vô. Tập trung quá nên lấy cái đầu che mất hết màn hình rồi. Rồi xong. Easy peasy. Ôi, nhìn đẹp ghê. Đây là cái case điện thoại, ốp lưng điện thoại mua loại trong. Như vậy mình nhìn được cái màu trắng điện thoại, nhìn nó rất là nữ tính, sang lắm. Nhìn điện thoại này là ưa ngay. Trên cái case này nó có cái phần stand, cái kệ đứng, mình có thể để ngang, mình đặt ngang cũng được, hoặc đặt dọc cũng được. Mình xem phim hay gì mình cần để trên bàn thì mình có thể coi được easy hơn, không cần phải dựa lên một cái gì hết. Bây giờ mình review cái chụp hình của nó nhé. Đây là hình chụp đồ ăn. Hương cảm thấy nó cái chế độ chụp hình nó có chia ra nhiều chế độ, và chế độ chụp hình đồ ăn này nhìn ảo diệu tung chảo phết đó. Và đây là hình chụp thằng cu nhà Phương. Hình này Phương thấy nó chụp hình như nó không có lấy nét được nhiều khi mà người Xét đang ngoài bu lề mà viền. Phương quan sát thấy được thì tất nhiên do là nhận xét cá nhân nên là có người sẽ thấy đúng, có người không thấy đúng. Ở thị trường Mỹ á, giữa Apple và Samsung thì Phương thấy Apple có vẻ chuộng hơn.
Có thể là do Apple nó thời trang này, với lại thời trang thì chắc cũng không có đến độ xét đến giữa Samsung với Apple, tại cái đó là tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng mà do là Apple nó làm ở Mỹ này, nó làm giống như là biểu tượng của hãng sữa Mỹ vậy đó, nên là người dân Mỹ nó họ support cái Apple hơn. Và chính vì vậy mà cái giá đó, khi mà cái điện thoại cũ Apple bán ra nó có giá hơn là Samsung, Samsung rất là dễ bị mất giá luôn. Còn nhận xét về giao diện sử dụng, cái đó cũng lại là một điểm cộng cho Apple dành cho những người mà không có biết nhiều về high tech, tại vì Apple nút xài của nó đơn giản, những người già người ta xài cũng dễ á. Còn Samsung thì mình thấy nó có nhiều cái nút đi qua đi lại phải biết, khi mà mình biết thì tất nhiên dành cho những người IT thì người ta sẽ thích hơn đó, vì nó có thể thực hiện được nhiều thao tác hơn. Và video hôm nay đã hết rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video của Phương. Nếu các bạn like, nhớ like và subscribe cũng như comment đóng góp ý kiến để Phương có thể làm video tốt hơn nữa nhé. Và bây giờ Phương xin được bye bye và hẹn gặp lại. Thank you for watching.